Tất cả những người tạo dựng tài sản vĩ đại nhất là những người biết suy nghĩ độc lập, tư duy độc lập và chẳng thích thú gì khi được đám đông tán đồng. Đừng chú ý đến sự điên cuồng của đám đông. Hãy xem xét doanh nghiệp thật kỹ trước khi bạn đầu tư. Đảm bảo rằng bạn có thể hiểu rõ được nó. Đánh giá được bộ máy quản lý. Xem xét thật kỹ các chỉ tiêu tài chính. Sau đó xem xét giá cả và xác định xem giá thị trường có mang lại mức giá hấp dẫn so với giá trị nội tại hay biên an toàn của nó hay không. Nên nhớ rằng chỉ cần một vài ý tưởng đầu tư trong cả đời mình. Điều khó là tìm ra trong số hàng trăm, hàng ngàn doanh nghiệp trước khi bạn chọn lấy một doanh nghiệp có thể đáp ứng nhu cầu, những tiêu chí gắt gao nhất của bạn.